Game nhập vai chiến thần kỷ nguyên VTC cập bến làng game Việt. Chiến thần kỷ nguyên lấy đề tài huyền ảo với những tình tiết mới lạ, được chọn lọc từ nhiều bộ tiểu thuyết tiên hiệp kết hợp viễn tưởng đặc sắc ở Trung Quốc. Được biết, ở phiên bản đầu trò chơi giới thiệu đến game thủ 4 đại môn phái bao gồm linh kiếm, chiến pháp, pháo sư, triệu hồi với tạo hình vô cùng gai góc. Theo đó, mỗi phái đều sở hữu kho vũ khí và bộ kỹ năng tác chiến riêng biệt, nhưng vẫn tạo nên tính cân bằng trong game. Trong đó, số lượng các skill chủ động, thiên phú, thần binh, hóa hình khá phong phú và đa dạng, cho phép người chơi thỏa sức nâng cấp và sử dụng linh hoạt trong chiến đấu. Phiêu lưu trong thế giới của chiến thần kỷ nguyên mobile, người chơi sẽ được khám phá một thế giới ảo đầy màu sắc. Nhờ sử dụng công nghệ đồ họa 3D tân tiến mà sản phẩm đã làm khá tốt yếu tố thẩm mỹ, nhờ vào các hiệu ứng ánh sáng bắt mắt từ trang bị, thần dực, thú cưỡi, kỹ năng. Tiếp đến, phần bối cảnh game cũng được thiết kế cầu kỳ với tông màu xanh làm chủ đạo, tạo nên vẻ đẹp của một thế giới huyền ảo rộng lớn. Trong khi đó, lối chơi của chiến thần kỷ nguyên là sự kết hợp của các chuỗi nhiệm vụ ngoài bản đồ dã ngoại và chuỗi hệ thống phụ bản cực kỳ phong phú. Trong những cấp độ đầu tiên, game thủ sẽ dần được làm quen với rất nhiều hệ thống đặc thù như thần thú, thần dực, cường hóa trang bị, ban hội, nhiệm vụ cốt truyện, nhiệm vụ hàng ngày. Có thể nói trò chơi này mang đầy đủ công năng lẫn hoạt động của một game nhập vai hoàn thiện cho người dùng di động, nơi mọi game thủ được tự do cày cuốc, PK thế lực, phát triển cho nhân vật của mình. Về cơ chế điều khiển, chiến đấu của game cũng tỏ ra khá đơn giản với hệ thống phím ảo được tích hợp đầy đủ trên màn hình cảm ứng, giúp người chơi dễ dàng làm chủ cuộc chơi. Cụ thể, chỉ bằng một vài thao tác chạm, vuốt là bạn có thể thực hiện cùng lúc các kỹ năng như tấn công, quần thể, khống chế hoặc có thể auto treo máy để rảnh tay làm các việc khác khi cần. Nhìn chung, ở thời gian đầu, người chơi vẫn sẽ làm chuỗi nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ ngày được hệ thống hướng dẫn chi tiết và các tính năng mới sẽ dần được mở khóa khi đạt mốc level nhất định. Dù vậy, lối chơi chính của game vẫn tập trung nhiều vào các hệ thống phụ bản PV, bao gồm hàng chục bản đồ khác nhau để người chơi thử sức. Tham gia vượt ải, leo tháp, trảm boss, bạn có thể kiếm cho nhân vật vô số các loại trang bị khác nhau. Đi kèm đó là các loại nguyên liệu cường hóa trang bị, nâng cấp thần dực và thần thú, chuyển sinh, võ hồn thoải mái phát triển sức mạnh bản thân cả ngày mà không thấy chán. Ngoài hệ thống PV ra, chiến thần kỷ nguyên cũng mở ra vô số các hoạt động PVP, các mini game hấp dẫn khác. Bên cạnh đó, trò chơi cũng hỗ trợ các tính năng xã hội khá tốt, giúp người chơi dễ dàng kết bạn, lập tổ đội, trò chuyện thông qua chức năng tin nhắn hoặc ban hội.